Chào mừng các bạn đã trở lại với trận chung kết của Mid-Season Invitational 2015 giữa SKT T1 và Edward Gaming. Chúng ta chuẩn bị bước đến ván đấu thứ hai khi mà tỷ số đang là một đều sau khi EDG đã gỡ hòa lại được trong ván đấu thứ hai, và ván đấu thứ ba đã sẵn sàng với giai đoạn cấm và chọn. Và đây sẽ lại là một lần nữa bên phía SKT T1, họ ở trận ở bên đội 1 và họ sẽ có được quyền cấm trước và chọn trước. Vì vậy bên phía Edward Gaming cần phải đưa ra những lượt cấm thực sự tốt. Edward bên SKT vẫn đang cấm đi LeBlanc, Hecarim, một điều khá là hợp lý thôi. Và lượt cấm cuối cùng của họ không biết là còn nhắm đến những cái vị trí đi rừng nào không, bởi vì trong trận đấu trước thì chúng ta thấy là không cấm vị tướng đi rừng nào cả. Hai bên để thả cho cả Rek'Sai và Gravath đều xuất hiện. Còn ở trận đấu này, như vậy là cấm đi Gragas rồi, và họ sẽ không muốn cho vị trí Caleb có một vị tướng mà phá giao tranh mạnh đến như vậy. Rõ ràng là Edward Gaming nhận ra rằng tôi không phải cấm vào Bengi nữa mà nhắm vào vị trí Weizhun phần nào đó ở trong ván đấu thứ hai. Mặc dù trận thua đó nó khởi đầu hoàn toàn từ cái pha cấp 1 3 điểm hạ gục đó dành cho LG, nhưng phần nào đó màn trình diễn của Weizhun với lại Orianna nó không thực sự gọi là cảm giác là chắc chắn 100% lắm. Chỉ có một điều tốt duy nhất là anh ta có những cú thanh tẩy rất là nhanh mà thôi. Còn lại thì có một số tình huống chiêu cuối không có sự hiệu quả lắm. Thì họ không nhắm vào Bengi nữa, họ nhắm vào vị trí Izu để việc cấm đi Kasubia. Nhưng họ sẽ chấp nhận để cho Bengi có được Rek'Sai. Tôi nghĩ rằng cũng là một việc tương đối là mạo hiểm một chút xíu. Bởi vì bây giờ sẽ không có Gragas để đối chọi lại được với Rek'Sai nữa, thì chuyển sang vị tướng khác là Sejuani của Caleb mà thôi. Nhưng bây giờ có Maokai và Annie của Meiko và Kuroi thì tôi đang đánh giá rất cao cái bộ đôi này, đặc biệt là Maokai trong tay của Kuroi. Cả hai trận đấu vừa rồi anh ta đều thể hiện rất tốt, một trận với Na và một trận với Maokai, và những cái tình huống dịch chuyển của anh ta thì tôi đang đánh giá nó cao hơn so với vị trí của Marin trong cái trận đấu vừa rồi. Tôi nghĩ đúng là giai đoạn đi đường thì Marin nhỉnh hơn, và cái chuyện mà dịch chuyển tốt thì thật ra nó vẫn ở mức ngang ngang nhau thôi, bởi vì có những trận đấu chúng ta cảm nhận rằng cái khả năng kiểm soát những đợt lĩnh và những cú dịch chuyển của Marin cũng thật sự xuất sắc. Nhưng đúng là nhìn chung bên phía của ADG gọi là độ ổn định cao nhất từ giai đoạn cuối của MBL tới hiện tại, thì chắc là Koro phải là cao hơn, thậm chí là cao hơn một chút xíu so với lại Clear Lớp nữa. Và cái lựa chọn Annie dành cho Meiko, ván trước hồi nãy chúng ta thấy cái độ quyết đoán của anh ta với Annie và độ hiệu quả như thế nào rồi. Và chưa kể tới chuyện là Wolf có một cái thói quen là thường xuyên tiến lên rất là cao trong những tình huống mà cố gắng đi giải quyết chuyện tầm nhìn, cho nên việc lựa chọn Annie để sẵn sàng mở những pha giao tranh bất ngờ dành cho Edward Gaming là tương đối là hiệu quả. Nhưng đây sau một trận đấu mà SKT đang trở lại với đội hình đó là xoay quanh vị trí xạ thủ, chúng ta thấy đã có Lulu ở vị trí đường giữa dành Izun, tức là họ sẽ xoay quanh vị trí của Ban trong những tình huống sau. Nhưng mà CV lại không đánh giá cao trong những tình huống mà sử dụng như Lucian hay là Cogmon, bởi vì cái lượng sát thương của CV thật ra đánh từ phía sau thì tốt hơn là đứng lên cao như vậy, bởi vì sẽ không có cái cú lướt đó của Lucian để tăng cái độ cơ động. Và chưa kể là những cái đòn đánh của Sivir thì cái tốc độ bắn của Sivir dù có lên đồ thì nó sẽ chậm hơn là những phát bắn lên vị trí của Lucian, thì nó sẽ không có được cái sự hỗ trợ tối đa từ những con picks đấy. Bởi vì những khi mà cái con picks của Lulu bám trên người xạ thủ của bạn thì cái tốc độ bắn càng nhanh thì những cái sát thương thêm đến từ con picks đấy nó càng nhiều. Vì vậy đó là cái sự kết hợp tốt với Lucian hay là cả với Jinx. Nhưng trong trận đấu này thì là Sivir thì nó sẽ yếu hơn. Còn nói về Jinx thì bên phía Edward Gaming đang mang lại một cái bộ đôi rất mạnh, đấy chính là Nunu kết hợp với Jinx, thì cam đoan rằng khi mà Kuroi hay là vị trí của Meiko làm choáng được thì cái tốc độ bắn lên vị trí của Def sẽ là rất cao. Nhưng đó là chuyện của giai đoạn sau, của giai đoạn giữa hay là sau của trận đấu. Còn vấn đề là khi các bạn thấy cái sự lựa chọn Nunu, vấn đề quan trọng là ở trong khoảng thời gian đầu trận đấu, Edward Gaming sẽ tạo điều kiện cho Clear Lớp như thế nào để anh ta có thể biến cuộc đời của Bengi thành địa ngục. Nhưng chúng ta cũng phải xác định rằng nếu như nói về người nào sử dụng Nunu ghê nhất Bengi từ mùa 3 đến giờ, tôi nghĩ rằng nằm trong top 2, top 3, Bengi chính là một trong một số ít những người mà có thể sử dụng Nunu cực kỳ hiệu quả. Nhưng ngược lại, cái lớp của một người tương tự như vậy, anh ta cũng đã rất nhiều lần sử dụng Nunu hiệu quả tại các giải đấu Trung Quốc và quốc tế rồi. Thì đây sẽ là cuộc đối đầu vô cùng thú vị. Rek'Sai của Marin, của Bengi đối đầu với lại Nunu của Clear Lớp. Và đúng là khi nhìn thấy Nunu ở trên thì tôi nghĩ ngay đến vị trí của Azir dành cho Bao ở khu vực đường giữa rồi. Bởi vì sẽ rất tốt nếu mà là Azir khi mà anh ta được tăng cái tốc độ đánh đến được vị trí của Nunu rồi. Nhưng có lẽ là Bao anh ta lại muốn thêm cái kỹ năng khống chế chăng? Vẫn đang phân vân giữa chuyện Fate và Azir, và tôi hy vọng là sẽ là Azir. Bởi vì bên phía kia, Izihun đã từng thể hiện rất tốt ở vị tướng này, và có lẽ Bao anh ta cũng cảm giác là mình cũng cần phải thể hiện một chút để người ta nhắc đến Azir của anh ta hơn là Azir Hun bên phía bên kia. Rõ ràng là Azir là một vị tướng mà chúng ta thấy rằng
rất khó để chơi và càng khó hơn để đạt tới cái đỉnh cao của những pha xử lý kiểu như là các bạn bay một góc 90 độ vào con lính cát của mình và tiếp cận được vị trí chủ lực của đối phương như những gì mà Izuno đã làm được ở trong trận đấu ở vòng bảng đó. Và Vo cũng muốn chứng minh rằng anh ta cũng có khả năng sử dụng Asia ở trong những tình huống đó. Tuy nhiên Asia là một vị tướng mà không biết ở trong trận đấu với lại Lulu, tôi nghĩ rằng sẽ gặp một chút xíu khó khăn ở trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Bởi vì tốc độ đẩy, tôi khá tin rằng Lulu sẽ có lợi thế trong khoảng thời gian đầu với tốc độ đẩy tốt hơn và sẽ gây được sức ép. Khi đó thì clear lớp sẽ không thực sự dễ dàng trong những tình huống vào rừng đối phương. Và chúng ta biết rằng nếu như bạn muốn vào rừng đối phương, sự hỗ trợ đến từ các đường phải thật sự là nhiều một chút xíu. Đúng rồi, các đường phải đẩy cao thì bạn mới có cơ hội vào trong rừng đối phương. Nếu không thì bạn sẽ bị chặn đường về đến từ cái tướng đường trên hoặc là tướng đường giữa đối phương thì sẽ thực sự không hay cho lắm. Nhưng mà nhìn lại thì bên phía của SKT đang có một đội hình đẩy đường rất mạnh. Đầu tiên là Sivir đẩy đường cũng tương đối là ổn ở khu vực đường dưới. Rồi Rumble với cả vị trí Lulu ở khu vực đường giữa thì đẩy rất mạnh. Rumble ở bên phía của SKT thì SKT đẩy mạnh, đẩy rất mạnh luôn, nó khiến cho clear lớp khó vào. Đúng là như vậy, thì Nunu rất khó vào. Nhưng mà vấn đề là cái đội hình mà Nunu với Asia này thì chúng ta thấy là CJ Entert đã từng bán hành cho SKT trong trận đấu đầu tiên chính là vì cái bộ đôi này, và sau đó họ phải cấm đi Asia trong tay của Coco. Vì vậy đây có thể là một cái gọi là kỷ niệm không hay cho lắm dành cho bên phía SKT. Và ván đấu thứ ba cuộc đối đầu giữa SKT Edward Gaming BO5 trận chung kết MSI 2015 chính thức bắt đầu. Hai đội bắt đầu có những pha di chuyển của mình. Chúng ta đang thấy rằng Wolf đang di chuyển về phía vị trí bùa đỏ để kiểm tra tầm nhìn, trong khi đó Bo di chuyển nhanh ra vị trí bùa đỏ, chính xác là bùa xanh gần rồng, cắm một con mắt xuống hay chưa, vẫn chưa. Anh ta sẽ không thể nào tiến tiếp được vào, bởi Wolf đang đứng ở đây cũng khá nguy hiểm để tiến tiếp. Đứng ở đây giữ vị trí tầm nhìn, mắt thì cũng chưa cần cắm ngay. Bởi vì thực ra là AG anh ta kiểu gì cấp 1 cũng phải lên cho mình cái con lính cát rồi, mà con lính cát này anh ta có thể sử dụng để kiểm tra tầm nhìn rất là tốt, nên vẫn chưa việc gì phải cắm một con mắt sớm. Nhưng bây giờ cắm đã con mắt ra rồi, cắm một con mắt không cần cắm vào trong bụi, bởi vì cắm vào trong bụi thì có thể là dễ đoán quá, thì đối phương có thể né ra khỏi cái bụi đấy chẳng hạn. SKT biết con mắt đó cắm ngay trước mặt của Wolf, họ biết con mắt nằm ở đó. Clear lớp bây giờ do họ biết con mắt có ở đó, cho nên SKT, vấn đề là SKT phải biết được Nunu khởi đầu ở đâu để họ có biện pháp đề phòng trong tình huống mà clear lớp tiến qua rừng của đối phương sớm. Bởi vì nếu như ở vào cấp 2, rõ ràng Rek'Sai không có quá nhiều lợi thế so với lại Nunu. Chúng ta thấy rất nhiều lần những tình huống mà đối phương Nunu qua rừng của rừng đối phương rồi, ở khoảng cấp 2 rất khó có một vị tướng nào có thể chống được tình huống mà Nunu tiến vào rừng của bạn với Q và E như vậy. Thì Bengi sẽ khởi đầu ở khu vực bùa đỏ với sự bạn vào như vậy là đúng, bởi vì khởi đầu như thế này anh ta sẽ nhanh chóng đi qua khu vực bùa xanh, tránh tình huống tối đa là clear lớp qua cướp bùa được. Đó là một khởi đầu rất tốt, và có lẽ là lần này bên phía của SKT đã có được phòng chống rồi. Nhưng bên phía của Edward Gaming lại có được cái thế trận nó tốt, là bởi vì họ đã đổi được đường ở khu vực đường trên khi mà Dev, Jinx đã đối đầu được với Rumble, mà Rumble không còn vị tướng khả năng đe dọa vị trí của Jinx ở giai đoạn đầu tiên. Ở khu vực đường giữa thì đương nhiên là vị trí của Ezreal sẽ chiếm lợi thế hơn so với vị trí của Pao một chút. Anh ta thậm chí còn lên cái chiêu E thì không thể nào trượt được vào người của Pao được nữa rồi. Đúng là việc đổi đường này tốt đủ ở các thế dành cho Edward Gaming. Đầu tiên là cái kèo Rumble Maokai, chúng ta đã nói quá nhiều rồi, Rumble có một lợi thế cực kỳ lớn trong cuộc đối đầu với lại Maokai. Và Sivir cộng với Annie cũng không phải thật sự mạnh lắm trong những pha đối đầu 2-2 với lại Thresh cộng với lại Sivir. Do đó việc đổi đường này giải quyết được hai kèo khó dành cho bên phía EDG. Chưa kể nó còn đang mở ra khoảng trống cho clear lớp có cơ hội tiến qua rừng của Bengi ở trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Nhưng do là cả hai bên khởi đầu cùng một phía, cho nên bây giờ clear lớp vẫn chưa có cơ hội tiến qua để quấy phá Bengi, mà bây giờ anh ta chỉ có thể di chuyển qua khu vực bùa đỏ của mình mà thôi. Còn Marine ở khu vực đường trên thì chịu chết thôi chứ còn làm được gì nữa. Gặp Annie này thì nghỉ, bởi vì tầm đánh của Annie là quá xa. Cái khả năng cấu máu của cô nàng này cũng tương đối là tốt, mặc dù lên chiêu Q đầu tiên, nhưng mà chiêu Q đầu tiên này lại rất tốt trong trường hợp bạn muốn cấu máu đối phương. Qua được rồi, clear lớp đã qua được, nhưng có tầm nhìn bên phía của SKT, họ biết họ có làm được gì hay không lại một chuyện khác. Có cả Meiko đi vào, Bengi cũng đi vào, bạn giành trừng phạt như này không được, nhưng bạn kéo người vào đánh nhau thì được. Bengi đang bị tấn công, mất nửa cây máu rồi, bị trúng dịch bắn, đang phải dùng đào hầm qua cú dịch chuyển nó từ Koro. Bengi buộc phải tốc biến qua tường, và đây không phải là cướp rừng một người, đây là một cuộc xâm lăng thật sự. Như Bo đang bị tấn công, Izun đã tọc quay ngược ra trả sát thương khí, Izun phải tốc biến bỏ chạy. Lời phép bổ trợ ở vị trí đường giữa dành Edward Gaming, và họ cũng thành công trong việc cướp bùa xanh.
Và đó là một tình huống rất tốt dành cho họ. Chỉ có một điểm không tốt là vị trí của bạn đang được farm ở khu vực đứng dưới. Nhưng mà vấn đề Sivir không phải là vị tướng mà bạn thả cho tự do là có thể gánh được trận đấu. Jinx mới là vị tướng như vậy. Và bên phía Edward Gaming vẫn đang làm rất tốt, cướp được bùa, Ben ghi ra. Và bên phía này thì còn 3 người ra cơ. Và khi mà có xuất hiện một Maokai của Bengi đang lao vào, anh ta không có tốc biến, ta đâu làm được gì trong tình huống này đâu. Và đó là một tình huống cùng lắm là chỉ ép được vị trí của Po ra khỏi khu vực trụ một đường giữa. Anh ta phải đi vòng rừng qua mất một hai con lính, cũng không có vấn đề gì quá lớn cả. Edward Gaming đang khởi đầu trận đấu này rất tốt. Họ đang làm tương đối tốt thật. Và có lẽ chỉ có một vấn đề đấy là Pao lúc này anh ta bị mất lính rất là nhiều. Và khi mà Sivir đã có mặt ở đây đầy máu rồi thì rất khó khăn cho Asia của Pao có thể ăn được cho mình những cái con lính này. Năng lượng không còn nhiều nữa. Nhưng ở khu vực đi rừng này thì Clear Up lại đang rất sung sướng với hai cái bùa xanh của mình. Giờ thì đi ném cầu tuyết thoải mái. Trong đó Bengi thì thực ra là anh ta không quá cần cái khả năng hồi năng lượng đến từ bùa xanh này. Nhưng cái thời gian hồi chiêu nó không có nên sẽ khiến anh ta ăn rừng cũng chậm đi một chút. Rõ ràng đúng là Rek'Sai không phụ thuộc vào cái hồi năng lượng thật, nhưng cứ cướp được bùa của đối phương đâu, bạn giảm lượng tiền của đối phương, bạn giảm đi khả năng hiệu quả của anh ta trong khoảng thời gian đầu đấu, bạn giảm thời gian anh ta lên được cấp 6, thì nhìn cỡ nào nó cũng có lợi thế cả với việc Nunu. Vấn đề là bạn phải tiếp tục làm được cái điều đó, bởi vì cái bùa đầu tiên nó không thật sự quá quan trọng đối với Rek'Sai. Thì vấn đề là có được thời gian cướp được bùa xanh đó, Clear Love sẽ phải tiếp tục gây sức ép. Khi mà cái bùa xanh thứ hai của NFS SKT hồi lại, với cái bùa xanh thứ hai, người chịu thiệt sẽ không phải là Bengi mà đó là vị trí của Easy Hun. Đúng như vậy, bây giờ Easy Hun đã phải lên cho mình là cái áo vải này rồi, để lên cho mình cái cốc hài hòa rồi lên cốc quỷ Athen. Thì anh ta có một lượng kháng phép nho nhỏ, nhưng mà cái sát thương của anh ta, Lulu vốn đã là một vị tướng mà sát thương bạn là ít rồi, mà lại còn lên cho mình cái trang bị như này thì còn ít hơn nữa. Và khi mà anh ta không lên cho mình cái quỷ thương Modelo thì sẽ phải phụ thuộc vào cái thiêu đốt để lên đầu của vị trí Maokai. Đặc biệt là Maokai là một vị tướng mà anh ta phải thế giảm khả năng hồi máu của anh ta thì mới có thể có được lợi thế. Kể từ cấp 3 trở đi là Nunu có thể ăn rồng bất cứ lúc nào. Do đó SKT biết được điều đó, họ đang cần phải có tầm nhìn ở khu vực hang rồng, nhưng tạm thời bây giờ vẫn chưa có. Trong khi đó thì với cái đá tỏa sáng mua cực kỳ sớm này, Clear Love đang kiểm soát được hoàn toàn phần rừng bùa đỏ của SKT. Vấn đề bây giờ là vị trí hỗ trợ của SKT. Wolf, anh ta phải làm cách nào đó rải được những con mắt xung quanh vị trí hang rồng. Nhưng mà khi mà anh ta tiến lên phá mắt này thì các thành viên bên phía của EVG mình cũng có được cái thông tin rằng ở đây đã có sự di chuyển của hỗ trợ. Và khu vực đường giữa này thì Pao sẽ thi đấu vô cùng chắc cú. Anh ta sử dụng cái con lính đánh cát, cái lính cát của mình để ăn lính từ xa. Nhưng với cái ba con lính này thì sẽ hơi khó cho anh ta một chút, bởi vì anh ta sẽ phải đâm, sử dụng lính cát để đâm. Nhưng sau đó thì Clear Love cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Và đây là một tình huống rất hợp lý thôi. Bengi tiếp cận nhưng mà đã có Meiko đằng chính sau. Chính xác. Anh ta tiếp cận đép, đép đặt E ra, đép tốc biến vẫn bị hất tung lên, giật bắn thành công. Meiko có làm choáng, tốc biến thả vào làm choáng. Bengi đang phải bỏ chạy, Bengi không có tốc biến. Bây giờ chuyển qua Marin cũng mất nửa cây máu. Nhưng tình huống vừa rồi tôi nghĩ rằng họ cũng đã thành công, họ ép được cái tốc biến của Death. Và thêm cả cái tốc biến của Meiko làm hàng khuyến mãi nữa trong tình huống vừa rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn đã thấy cái sự quyết đoán của Meiko tình huống vừa rồi. Và nó khiến cho bộ đôi ở bên phía của SKT phải lui về. Và trong cái tình huống đó thì khi mà tướng hỗ trợ đối phương đã ở trên rồi thì hỗ trợ của bên phía SKT đang ra đường giữa. Clear Love xuất hiện ở khu vực đường trên, anh ta quăng một quả cầu tuyết. Marin quyết định tốc biến về trụ, anh ta sẽ chống cự trong trụ. Và anh ta chống cự có thành công hay không? Anh ta không thành công, điểm hạ gục cho Clear Love. Nhưng trụ đánh anh ta cắn vào lính hồi máu và Clear Love sống. Bengi cố gắng tấn công Clear Love, trong khi đó Po đang bị ba người tấn công. Double kill Clear Love, lồng đèn quăng ra chiêu cuối cực kỳ tốt của Po, chặn ba thành viên của SKT. Và Clear Love đang bê về ở trong bụi cây đó. Wolf cộng với Bang tôi nghĩ rằng tới không kịp. Rất thành công, EDG dẫn trước 2-0. Thậm chí là ở khu vực đường dưới này họ còn ép được cái dịch chuyển đến vị trí của Marin. Khi mà vị trí của Koroi anh ta đẩy lính lên rất cao. Và với việc dịch chuyển vừa rồi của Marin thì trong một vài phút tới Koroi chắc chắn là người có lợi, bởi vì cái dịch chuyển của người ta đang hồi lại rồi. Và đây là một tình huống giao tranh rất tốt của các thành viên bên phía của EDG. Băng trụ tuyệt hảo luôn. Và Clear Love chứng minh là rằng anh ta có thể đánh được Nunu như ai luôn. Đầu tiên hồi máu rất kịp thời đến vị trí của Dev, rồi cắn lính hồi lại. Những cái cú quy này thì lại không trúng. Wow. Pha xử lý rất tốt của Clear Love, pha xử lý tuyệt vời của Clear Love. Và double kill là vô cùng xứng đáng. Bây giờ anh ta đang xuống khu vực đường dưới, sau lưng anh ta có Meiko, Marin không có tốc biến.
bắt buộc sẽ phải bỏ cái trụ này, còn đứng đó là đi bụi. Có Bengi ở đây, có một cú chiêu cuối của Marin tung ra để ăn lính, và anh ta đang bị giữ lại. Kuro đang lao tới, tóc biến bay vào bụi cây quỷ dị, lồng đèn quăng ra nhưng không bấm được. Marin bấm được lồng đèn. Dép có chiêu cuối hay không? Dép có chiêu cuối nhưng ta quyết định rằng không đủ sát thương, và anh ta không bắn trong tình huống vừa rồi. Nhưng với lợi thế về người này, Edward Gaming đứng trước cơ hội ăn rồng. Tuy nhiên Kuro dịch chuyển đến khu vực đường trên để tránh việc bàn lấy trụ. Và thực ra cũng là để một đợt lính ở đây rồi, khi mà đối phương đã dịch chuyển trước đó rồi thì nó cũng rất đơn giản cho anh ta thôi. Và ép được vị trí của Bengi đi về. Bên phía Edward Gaming tự tin lao vào con rồng này. Thực ra là bên phía của bạn có Nunu thì bạn lúc nào tự tin ăn cả những cái mục tiêu này, bởi vì bạn có hai cái trừng phạt thì rất là dễ dàng thôi, một cắn một trừng phạt thế là xong đó. Rất đơn giản, rồng ngàn máu. Anh ta nhẹ nhàng dứt điểm con rồng. EDG có được cho mình con rồng đầu tiên của trận đấu ở vào một thời điểm rất sớm, đây mới chỉ là phút thứ 10 mà thôi, nhưng họ đã có được rồng. Và nhìn chung, nếu như các bạn biết một số thông số thì EDG là một đội thường xuyên có những tình huống ăn rồng rất sớm. Thời gian ăn rồng trung bình của họ chỉ là 11 phút mấy mà thôi, bây giờ họ có rồng ở phút thứ 10 này là sớm và sẽ tạo được một sức ép. Họ đang dẫn trước, tôi nghĩ rằng khá là nhiều về mặt thế trận rồi. Đúng là như vậy. Bây giờ nhìn về cái mặt trang bị ở xạ thủ đã thấy rõ sự khác biệt rồi, mặc dù chỉ số lính là ngân cân bằng nhưng mà Bang lại phải hướng lên cho mình là cái kiếm vàng và cái cuốc chim, so với việc là kiếm BF đến được vị trí của Dep thì rõ ràng là Bang sẽ chậm lên cho mình cái vô cực kiếm hơn rất nhiều. Rồi vị trí của Marin, anh ta mới chỉ có cho mình cái giày bình thường với cả cái mặt nạ đoạn đấy thôi, và Koroi thì lại lên theo cái lối lên đồ rất hay, đấy chính là cái giày vệ quân cực kỳ sớm, và nó khiến bên phía SDT lúc nào cũng nơm nớp lo sợ là không biết là có cái con mắt nào sau lưng mình không. Rõ ràng là như vậy, bởi vì đầu tiên là từ đầu trận nhà Marin không có được một lượng tiền tốt, và Rumble cũng không phải là một vị tướng mà bạn có thể lên cho mình giày ba, tức là giày vệ quân thật sự sớm cả. Kuro bây giờ lợi thế hơn hẳn ở khu vực đường trên so với lại Marin. Cái chuyện có giày ba sẽ giúp cho anh ta không chỉ là trong những tình huống dịch chuyển mà mỗi lần về di chuyển ra đường trở lại cũng nhanh hơn, chủ động hơn rất nhiều. Cái khoảng cách về chỉ số lính anh ta đang có được trước Marin, nó sẽ, tôi nghĩ là nó sẽ ít nhất là được giữ, chứ thậm chí nếu không muốn nói nó sẽ tăng lên trong khoảng thời gian sắp tới. EDG đang có một lợi thế cực kỳ lớn ở vào phút thứ 12. Nhưng mà cái điểm tối của bên phía EDG đấy là Dep đang không thoải mái lắm ở khu vực đường dưới, khi mà chỉ số lính của anh ta bị đè khá là nhiều đến vị trí của Bang. Bởi vì cũng hợp lý thôi khi mà cái phép bổ trợ của bạn chưa có. Pha lao lên của Bengi, có một cú chiêu cuối của Marin và Clear Love xuất hiện từ trong bụi, và đó là một cú Embry hơi bị thiếu một chút xíu. Marin còn một gõ nữa và cú đấm lưng của Clear Love đã thành công. Anh ta chuyển sang ném cầu tuyết và bắt đầu gõ vào lưng của Bengi tiếp. Làm sao chạy được trong tình huống này? Anh ta hất tung được hai người, anh ta tốc biến đi. Nhưng đó là Kuro với cú bụi cây quý vị, nhưng đó là cú sôi máu và quả cầu tuyết của Clear Love. Đó là điểm hạ gục thứ tư của Clear Love trong tình huống này. Gậy ông đập lên ông Bengi, biết mùi của Nunu chưa? Pha lao lên của Wurf, án tử vào giữa, ăn nguyên con gấu lên bảng điểm số. Dep có điểm hạ gục, Bang đang cố gắng tấn công. Easy Hun tới, tốc biến vào dứt điểm Dep, nhưng làm sao có được, bởi vì đó là một cú thương ánh sáng hụt. Tốc biến bỏ chạy bởi Bang, khổng lồ hóa của Easy Hun, nhưng Michael đã có điểm hạ gục. Và 6-0 cho Edward Gaming chỉ sau 13 phút thi đấu. Đây là một trận đấu thực sự vô cùng bùng nổ đến là vị trí của Clear Love hay là vị trí của Meiko. Như tôi đã nói đấy, khi mà tôi thấy là Annie với cả Maokai đến từ bên phía Edward thì mình thực sự đánh giá rất cao. Sẽ không còn cái sự hên xui của án tử nữa, mà đã làm choáng là làm choáng thẳng vào mặt, đã dồn sát thương là dồn sát thương không sót một tí gì cả. Và như tình huống vừa rồi, đó là lợi đừng giữa, đừng giữa. Bo đã sử dụng một tình huống lao vào tấn công Bengi. Ta biết là Bengi không có tốc biến, nhưng Wolf đã có mặt kịp thời và giúp cho Bengi có thể thoát về được. Và khi mà đồng đội của bạn thi đấu hưng phấn như vậy thì Pao cũng muốn chứng minh một cái gì không, đó không không đang buồn. Đúng là như vậy, vậy ta đang muốn chứng minh là mình có thể làm được những tình huống như vừa rồi, nhưng mà lại tiếc thiêu đốt. Và cũng may là anh ta không sử dụng thiêu đốt, bởi phí vì rồi. Rek'Sai có khả năng hồi phục rất tốt đến những cái chiều lặn xuống của anh ta khi mà anh ta có nộ, thì khi mà bạn sử dụng thiêu đốt như vậy thì chưa chắc đã hạ gục được đâu. Thực sự bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng chuyện lật kèo của SKT ở trong trận đấu này thật sự là vô cùng khó. Những cái vị trí có thể hy vọng, giúp cho họ hy vọng, tôi chỉ thấy ở vị trí của Marin mà thôi, tức là một Rumble thực sự khỏe với những chiêu cuối quét tốt, gây lượng sát thương lớn, làm mềm đội hình đối phương để cho vị trí xạ thủ của Bang có thể gây sát thương đủ, là cái điều kiện để cho SKT lật cờ. Nhưng hiện tại Marin không có đủ trang bị để có thể làm được điều đó. Và Clear Love hiện tại anh ta quá khỏe đi, giày ninja cầm cho mình đá tỏa sáng, trang bị đi rừng đã nâng cấp đầy đủ luôn rồi. Bây giờ Bang ghi thấy mặt anh ta ở đâu là
tức nghĩa là chẳng làm được gì cả. Họ đang có 3 người ở đây, đối phương chuẩn bị có 4 người, chuẩn bị có 5 người, bởi vì cả Kuro cũng dịch chuyển xuống. Anh ta chuẩn bị đáp xuống, anh ta chọn mục tiêu nào, anh ta chọn Bang, nhưng đang bị Bang ngăn chặn lại. Và Bang đã ngăn chặn thành công tình huống 3 tiếp cận, án tự trúng vào Kuro, nhưng đang bật chiều cuối rất trâu. 5 thành viên của DC không lấy được điểm hạ gục, nhưng trụ thì có lẽ là có. Nhưng mà họ cũng sẽ đổi cái trụ khu vực đường trên mà thôi. Đấy là một cái việc đổi trác nó rất là công bằng. Khi bạn kéo đông người xuống đây thì đương nhiên là đường giữa bạn bị đẩy lên, đường trên là bạn bị ăn. Nhưng mà cái bùa thì Bengi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể sờ vào được cái bùa đỏ này nữa rồi. Và đó, thấy chưa, bạn biết đánh Nunu, tôi cũng biết đánh Nunu, và Nunu của tôi nó còn ghê hơn nữa. Án tự trúng thì sao, chẳng có giá trị gì cả. Vuốt may là né được cú giật bắn đó, Bengi lao vào, nhưng Dev vẫn có sự hỗ trợ rất tốt của Clear Love. Anh ta sẵn sàng đứng chặn lại, anh ta vẫn còn chiêu cuối, chẳng có lý do gì Dev phải sợ cả. Dev mất nửa cây máu chưa sao cả, quay lại thậm chí giật bắn đe dọa bạn. Thậm chí là Bang cũng có nhiều máu hơn đâu, và sát thương của Bang chắc chắn là không bằng so với cái kiếm BF và cái áo choàng tím đến từ vị trí của Dev. Trong tình huống đấy, nếu mà vị trí của Bang mà dính cái giật bắn, tôi nghĩ là vị trí của Clear Love tốc biến ngược lại độ không tuyệt đối rồi chiêu cuối đến vị trí của Dev là chắc là Bang cũng đi bụi trong tình huống vừa rồi. Và đó, tất cả mọi thứ đều đang vẫn diễn ra rất tốt dành cho bên phía của ADG. Khi mà vị trí của Marine, tất cả anh ta chỉ làm được là cái trụ khu vực đường trên thôi. Chỉ dù đến anh ta vẫn đang bị đè một cách khủng khiếp. Và Koroi bây giờ đang rất thoải mái, đi với Marine chẳng sao cả, anh ta cứ ăn lính mà thôi. Anh ta sẽ sớm hoàn thành cho mình cái vinh quang chân chính. Lúc đấy cái độ lao của cái xe ô tô này thì nó chắc là còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Và Marine cũng buộc phải lên theo cái lối trang bị tương tự. Đấy là anh ta phải lên cho mình cái giày vệ quân sớm. Nhưng mà việc anh ta lên cho mình giày thủy ngân vệ quân, nó sẽ khiến cái lượng sát thương của Rumble bị sụt giảm lên một cách đáng kể, vì không có xuyên kháng phép nhiều ở khoảng giai đoạn này. Đúng là như vậy. Và khi mà Koro lẫn Cleop đều có một lượng máu khá là tốt ở vào phút thứ 16 này, việc thiếu sát thương đến từ Marine là một vấn đề thực sự lớn dành cho bên phía của SKT, rồng 2 dành cho bên phía của EDG. Có thể thôi, chưa chắc chắn lắm, họ đang tạm thời lui ra khi Bengi tới. Họ muốn tấn công một Bengi nhưng ta đào hầm lui ra khỏi khu vực nguy hiểm. Marine đang di chuyển xuống, Koro cũng đang di chuyển xuống ở khu vực hang rồng. Hai bên chuẩn bị có một tình huống cực kỳ quan trọng, đặc biệt với SKT. Không có con rồng này, họ sẽ vô cùng khó để gượng lại. Nên bây giờ thì Bengi rồi đó, giật bắn thành công, bị làm chậm liên tục, có bùa đỏ, bị đấm lưng liên tục, bị làm choáng, bị giữ lại, rải thảm lửa từ Marine nhưng đã không còn kịp nữa. Thành công dành cho Clear Love, ta có điểm hạ gục thứ 5. Pha tốc biến lao vào của Koro và Ben đành bất lực đứng phía sau, ta làm gì có sát thương. Pon lao vào nhưng điểm hạ gục là dành cho vị trí của Koro. Dev còn một chút xíu máu và Dev đã sống. Wolf thì lên bảng đếm số, phía bên này chẳng còn ai cứu được Marine cả, anh ta tìm kiếm Dev không được. 4 điểm hạ gục. Ê bò, có một chiêu cuối không thực sự tốt lắm. Và Bang sẽ thoát được trong tình huống này, không có quét sạch cho EDG, nhưng chắc chắn là rồng 2 dành cho họ. Nhưng mà Dev, cái tình huống đó mọi người làm gì thì làm, tôi tập trung vào Dev và tôi thấy những cái pha xử lý của Dev là quá điên rồ. Anh ta một mình vòng ra sau lưng đội hình đối phương, anh ta né cái án tử đến vị trí của Warp bằng cái tốc biến của mình, anh ta bắn liên tục mà anh ta chỉ có 3% hút máu đến từ cái kiếm Roran thôi, nhưng mà đứa bé vẫn sống. Anh ta vẫn sống và đến cuối cùng anh ta là người được hưởng rất nhiều lợi thế. Gì đấy? Dịch chuyển về quân. Bengi ơi, rồi, tắt điện Clear Love. Trả giá nè, chạy liên tục. Wolf đang tới, Bengi lặn xuống đất, đang tìm kiếm tốc biến lên dứt điểm luôn. Và đó là Bang với một tình huống hạ gục Edward Gaming Clear Love. Đó cũng là điểm hạ gục đầu tiên của SKT ở trong trận đấu này. Và đây có lẽ không biết phải là một tín hiệu nào đó dành cho bên phía SKT không, nhưng mà họ sau điểm hạ gục đấy thì họ cũng đã cụ thể hóa được thêm bằng cái trụ khu vực đường giữa, coi như là một cái tình huống gỡ gạc lại cái con rồng 2 đấy cũng được, cũng tạm được đi, bởi vì những cái vị trí mà đang không có đồ thì sẽ thêm được một lượng tiền ngay lập tức để có thể gượng lại được. Nhưng mà vấn đề lúc này thì đến cái giai đoạn này thì Azir khỏe hơn hẳn so với Lulu rồi, bởi vì Lulu cái cốc quỷ Atin so thế nào được với Azir quỷ thư Morello và cái gậy quá khổ. Rõ ràng là chẳng thể nào so được, bởi vì bất kỳ một vị trí nào bên phía của EDG đều mạnh hơn cả. Đặc biệt là chúng ta thấy cái độ khó chịu khi mà bạn để Nunu vượt lên. Anh ta chẳng quan tâm bạn là cái gì hay bạn làm có cái gì cả, anh ta cứ bừa lên mà thôi. Đây là tình huống mà Dev tốc biến né án tử, bắn Marina phía sau lao tới. Dev liên tục chạy, mặc dù không né được những cú, bởi vì Warp chạy quá sớm, Marina cũng lui ra quá sớm. Đó thực ra là lỗi của bên phía của SKT. Warp chỉ cần đánh một cái thôi là anh ta hạ gục được Dev rồi. Thà anh ta đánh một cái hơn. Thà anh ta nằm xuống còn tắt điện được Dev bên phía bên kia. Cũng nằm.
Nhưng mà sau đó thì Marine trong tình huống đó là Dev đã tận dụng tất cả những gì mình có, rồi, máu rồi, hồi máu các kiểu. Rồi. Bengi. À, ta dùng chiêu cuối lên trên và bắt được Dev. Cứu kịp hay không? Có lẽ là không kịp, nhưng Clear Love và Michael làm được gì đây? Clear Love gồng chiêu cuối. Michael đã nằm và rồi chơi hơi không thông minh rồi. Clear Love đang chạy, Koro đang lao lên để cố gắng hỗ trợ đồng đội của mình. Nhưng anh ta mà cứu là anh ta có thể đi luôn. Clear Love vẫn đang chạy được. À không, cứu chứ. Cứu MVP của mình chứ. Và đang lao lên, Wolf đang bị tấn công. Clear Love vẫn đang sống và Koro có ý định tấn công Wolf, hạ gục được Wolf. Po đang lao tới, có băng trụ hay không đây? SKT rất tiếc cho DG là SKT đã rút lui hết. Và đó là một tình huống mà Dev anh ta bị đối phương hình như là dịch chuyển sang sau thì phải, khi mà anh ta Marine đứng rình sẵn dính cả Marine ở đấy với cái chiêu cuối của anh ta khò lửa nữa. Có lẽ là Dev trong tình huống đấy anh ta cũng hơi bất ngờ và có lẽ anh ta nên rút kinh nghiệm. Và đó là điểm nằm xuống đầu tiên đến vị trí của Dev. Và thêm cái điểm vừa rồi mới là 3 điểm hạ gục dành cho bên phía SKT mà thôi. Lượng tiền chênh lệch đang là 5.000 tiền. Và Easy Hun lúc này anh ta có vẻ như không được nói quá nhiều trong trận đấu này thì phải. Anh ta, bởi vì khi đã xác định đánh Lulu rồi thì bạn chấp nhận là bạn sẽ chẳng làm được gì nhiều cả ở trong một trận đấu. Tất cả gì bạn làm là farm thật nhiều, có được nhiều sức mạnh phép thuật và hy vọng rằng các vị trí carry của mình, cụ thể là vị trí xạ thủ ở trong trận đấu này, thật xanh. Nhưng Ben hiện tại mới chỉ có một điểm hạ gục. Đồng ý nó là điểm tắt điện ở vị trí clear lớp, một khoản tiền cũng chắc cũng 400. Nhưng mà chưa đủ, hãy nhìn xem Dev hiện tại 6 điểm hỗ trợ, 1 điểm hạ gục, rồi có được trụ, 3 cái trụ thì chắc chắn rằng lượng sát thương trong cái pha giao tranh của Dev chắc chắn là nhiều hơn. SKT hiện tại tôi chưa thấy là họ bấu víu được vào đâu cả. Tôi nghĩ là vẫn có những cái hy vọng nhỏ đến từ cái chiêu cuối đến vị trí của Rumble, hoặc là cái án tử đến vị trí của Wolf. Rất dễ dàng thôi, khi mà bạn có Thresh, những tình huống án tử chuẩn là bạn có thể thay đổi cái cục diện trận đấu một cách rất dễ dàng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bên phía của SKT có khả năng gượng lại trong trận đấu này, bởi vì bên phía của Thresh là hên xui, còn bên phía làm choáng của Mako là không có cái gì hên xui hết. Và có lẽ là bắt đầu lại một màn đấm lưng tiếp. Chuẩn bị họ án tử thì sao? Có ban tới, có 4 người lao tới, có cú dịch chuyển đến từ Koro. Và Clear Love vẫn còn 1.000 máu. Koro vinh quang chân chính, nhưng lồng đèn giúp cho Bengi thoát đi khỏi tình huống nguy hiểm. Chúng ta thấy được độ trâu của một Nunu có cái phù phép quy lửa cộng với lại cái giày ninja, cộng với lại hai cục hồng ngọc ở trong người, 4 người cùng bay vào tán mà anh ta mất chỉ khoảng chừng 1.000+ máu mà thôi. Và trong cái tình huống vừa rồi thì bên phía SKT cũng chẳng lôi được theo cái gì cả, phép bổ trợ cũng không lấy thêm được cái gì cả. Có lấy được cái dịch chuyển của Koro, lấy được cái dịch chuyển của Koro thôi, nhưng mà lúc đấy thì dịch chuyển của Marine cũng chưa hồi lại. Có lẽ là sẽ lợi thế cho họ khi mà con rồng sắp tới thì bên phía của Koro bắt buộc phải đi vậy, cùng với những thành viên ở bên phía Epic Gaming. Còn Marine thì có thể đi đẩy lẻ, nhưng bây giờ đẩy lẻ thì cũng chưa thể nào đuổi kịp cái chỉ số lính so với vị trí của Koro. Ở khu vực đường giữa lúc này thì Asian trong tay của Pao có cả mũ tử thần rồi nhé. Nhìn lại bên phía kia, Easy Hun bây giờ chắc là đang cố gắng tích 1.600 để mua đúng cái gậy quá khổ. Tôi nghĩ chắc là, tôi đoán là đủ rồi. Tôi nghĩ là cũng đủ rồi, nhưng mà đó, bây giờ thì về chuẩn bị về, phải về, phải mua để... Rồi bị chặn đường. Những người được chọn là Wolf, Clear Love đang tới, Po đang tới, chuẩn bị dùng chiêu cuối hất về chăng. Chưa dùng chiêu cuối vội, anh ta lao vào tiếp cận, anh ta dùng chiêu cuối. Đó là Easy Hun nằm lại luôn, double kill dành cho Dev. Thôi GG rồi, chỉ có đợi vãn 4 mà thôi, chẳng cách nào chống cự được cả. 14-3 sau 23 phút thi đấu. Và bây giờ chỉ còn một cách thôi, triệu hồi Faker. Có lẽ là như vậy. Nhưng mà triệu hồi Faker ở trận đấu thứ tư này, tại sao mà Easy Hun đánh từ đầu đến cuối? Bởi bên kia là Pao, Faker Slayer. Bây giờ chỉ còn một cách thôi, Easy Hun sau 2 ván đấu bây giờ không thể nào dùng được nữa. Chắc chắn là vậy, tôi nghĩ là không dùng được nữa rồi. Chỉ còn một cửa duy nhất, họ chỉ còn một dự bị duy nhất ở trong thời điểm hiện tại, chỉ còn Faker mà thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi ván đấu này kết thúc. Sau bao, tôi cá rằng chỉ còn 10 tới 15 phút nữa thôi là Easy có thể kết thúc trận đấu này. Và để xem khi mà Faker vào, khi mà SKT dựa lưng vào chân tường, họ sẽ làm được gì. Ben, chúng ta thấy cái boomerang đi về không? Mất khoảng chừng 200+ máu của Lê Lớp. Mà 200+ máu thì cũng không vấn đề gì. Rồi, tốc biến vào rồi, ai bị bắt đây? Đó là Bengi. Và Bengi biến mất một tốc độ quá nhanh. Ben bây giờ không có xíu sát thương nào cả. Án tử trúng vào Korowan thì để làm cái gì đây? Đó là con rồng dành cho bên phía ADC. Sự bất lực của SKT. Marine ở khu vực đường trên, anh ta có dịch chuyển nhưng chẳng để làm gì cả. 3 rồng dành cho ADC chỉ sau 24 phút thi đấu. Và tôi đang mong chờ được xem cái tình huống, xem lại cái pha đường giữa trước đó khi mà Pao anh ta thể hiện Asia. Tôi cũng làm được. Giờ tôi không đu góc 90 độ, tôi dùng tốc biến.
tôi chơi kiểu insect, tôi Z-sec. Cứ Z-sec như thế cho nó nhanh, nó đơn giản, nó hiệu quả. Bây giờ anh ta đu vào, anh ta hất được vị trí của Wolf lên, anh ta tốc biến ngược lại, anh ta chiều cuối cái gì hùn. Cái combo đó này giá đắt lắm, chưa chắc là ăn được rồi. Ăn được rồi sao? Ben có tốc biến, chuẩn bị xuống hang Baron. Có lồng đèn kìa, bấm vào lồng đèn được không? Không bấm được và đi lên bảng đếm số. Cái bùa đỏ giá quá đắt và nó trở lại đúng chủ của nó, đó là clear up rừng của anh mà dám vào cướp. 16-3 án tử chẳng có nghĩa lý gì cả. Cái thương ánh sáng bây giờ tôi thấy cũng chỉ có 200 máu thôi. Rất nhiều kháng phép và rất nhiều máu nên là vị trí của Lulu, à của Nunu chứ. Còn Lulu bên phía kia thì thôi đừng hỏi trong tình huống này. À vậy hình như là mấy cái bùa này lúc nãy là để bùa xanh hơi nhiều, bây giờ lại muốn cướp lại. Bengi lao vào, lại móc trúng một clear up thì làm gì đấy. Chiêu cuối của Marine chẳng thấy có tác dụng gì cả. Chiêu cuối của clear up bị ngăn chặn sớm. Khổng lồ hóa được dùng. Dev đang bắn phía ngoài với sôi máu. Bengi đang chạy. Bengi tốc biến qua lòng. Họ muốn tấn công Dev. Dev tốc biến giữa lưng vào tường. Bo đang tới. Dev bắn giữa lưng vào tường thoải mái, có điểm hay gục vững để tắt điện. Double kill dành cho Bo. Triple kill dành cho Bo. Và đó là một tình huống quạt ra kill dành cho Bo. Đáng tiếc không có Penta kill bởi vì bang không có mặt ở đó. Thế ra nếu mà tính pha trước đấy thì cũng là clear up cướp là không phải là điểm hạ gục đến được vị trí của báo, nhưng mà 604 thế là đủ rồi. Như vậy anh ta hoàn toàn có thể đập bàn và nói hai trận đầu tiên anh nhường, còn trận này thì mới là thật này. Bây giờ thì EDG với bùa lợi án Baron luôn rồi. Án Baron luôn rồi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Chờ đợi ván 4 và triệu hồi Faker thôi chứ chẳng còn cửa nào cả. Ơ sao lại đi ra? Đó là họ thấy là đối phương hồi lại hết rồi nên là ra chuẩn bị cho con rồng quét tầm nhìn để dừng đối phương. Sao không cướp bùa đỏ nhỉ? Đang nháy, đang có những dấu nháy ở bên phía SKT và bùa tiền đỏ. Tiền đang cầm nhiều, tiền đang cầm khá nhiều và về. Trận đấu cũng không còn nhiều ý nghĩa gì lắm, chúng ta hãy xem lại tình huống giao tranh. Quá đơn giản dành cho bên phía của EDG. Chỉ đấm lưng mà thôi. Chiều cuối Marine. Mỗi người mất chừng 300 máu là hết cả. Đẹp là người mất nhiều máu nhất trong tình huống vừa rồi. Thì chiêu cuối Marine được đép và mất nhiều máu nhất. Và tình huống này tập trung sát thương vào đép. Thì Pao bên phía bên kia, anh đến đây một cú đu đến cạn. Đép nằm xuống thì sao, bên phía kia nằm xuống 4 người cho Asia. Đó là quá đủ rồi. Và thậm chí là may là Asia trong tay của Pao là chơi theo kiểu là an toàn. Đấy là anh ta lên một chút kháng phép với cái gậy đầu lâu của mình. Chứ anh ta mà lên thêm cái vọng âm nữa thì xỉa, tôi nghĩ là bên phía của SKT đi còn nhanh hơn. Chúng ta, thật ra tôi đang rất mừng vì cái kết quả này, bởi vì chúng ta sẽ được chứng kiến cái kèo mà từ đầu giải, cái kèo giữa mà ai cũng mong ấy. Từ từ đã, Bengi băng được qua tường nhưng vẫn bị làm choáng. Koro đang lao theo, Po đang lao theo. Dép bắn ăn hôi một cú chiêu cuối không trúng, thiêu đốt đã được dùng. Lông đen và anh ta về được. Ê! Wow! Meiko với một cú quy cuối cùng dứt điểm vị trí của Bengi. Và như vậy mọi thứ nó đã chấm dứt với bên phía SKT ở trong ván đấu thứ 3 này rồi. Và như tôi đang nói, cái kèo đấu đường giữa được chờ đợi nhất ở giải này, Faker đối đầu với Faker Slayer sẽ có. Nhưng trước để xem Dev thoát được không, khổng lồ hóa được dùng, án tử trúng vào Dev rất tốt, Wolf hạ gục được Dev. Nhưng sau đó thì sao? Đây là hai con quái vật Clear Love và Koro cộng thêm Maiko dắt gấu ra nữa. Và đây mới là con quái vật thật sự đang đi tới, án tử chẳng có giá trị gì cả. Wolf quyết định hy sinh cho đồng đội của mình được sống. Và anh ta đã được toại nguyện, Godlike dành cho vị trí của Von. Bang đang cố gắng chạy, Clear Love không quan tâm lắm. Anh ta chỉ quan tâm rằng bây giờ anh ta đang trở về với đồng đội của mình tìm kiếm Marine. Po lao tới, đó là pha trở thành huyền thoại của Po trong trận đấu này. 8-0-5. Izun làm được gì thì Po làm được điều tương tự thôi. Và nếu mà trong bóng đá thì lúc này chúng ta có lẽ là sẽ được nhìn thấy cái cảnh mà Faker đang khởi động. Xoay tay rồi chuẩn bị rút chuột ra, rút bàn phím ra. Ôm cái bàn phím, tôi thấy anh ta đang đứng ôm bàn phím đứng sau hậu trường đợi rồi. Đúng rồi. Kiểu này là để anh hoặc là vỗ vai Koma, huấn viên cho em vào. Tôi hy vọng là anh ta được vào bởi vì trước anh ta sẽ vào. có một niềm tin quyết thắng rồi cho các fan hâm mộ của SKT đúng không? Giờ Faker sẽ xuất hiện. Cái kiểu này là nó kiểu giống một cái thế, kiểu như trang cái trận đấu của CJ vào cái thế này là phải đưa các hàng nóng vào thôi chứ không còn đợi gì nữa rồi. Nhưng mà trong trận đấu với CJ thì họ đưa Bengi vào trước. Bengi vào trước. Faker vào trước xong rồi tới Bengi. Sau đó đến Bengi thì họ mới thắng. Thì không biết thế nào nhưng mà ở đây thì đã không có Tom nữa rồi. Thì thôi thì tôi nghĩ là Bengi vẫn làm tốt. Nhưng mà bên phía kia Clear Love chơi tinh quái thật. Và đúng là cái kinh nghiệm thi đấu của Clear Love từ rất lâu rồi nó đã tạo nên một cái người đi rừng thực sự bây giờ đang là số 1 của Trung Quốc rồi. Còn số 1 của thế giới thì sau trận này nếu mà bên phía EDG thắng vỗ ngực
vỗ ngực cho đến chung kết thế giới là tôi là người đi rừng số 1 thế giới cũng được. Rõ ràng đây là giải đấu tạm coi là chung kết giữa mùa, thì đội nào thắng cái này là từ giờ cho tới chung kết mùa là được tuyên bố tôi là đội mạnh nhất thế giới, không ai có thể từ chối cái danh hiệu đó cả. Nhưng từ từ đây mới là ván 3 thôi, ván 3 là mới có đi khoảng chừng gọi là 60% quãng đường mà thôi. EDC thôi nhanh chóng kết thúc trận đấu đi chứ chờ gì nữa, để Faker đang đứng đợi ngoài. Kuro dịch chuyển giày vệ quân, anh ta chọn vị trí của Bang nhưng bật chiêu cuối bỏ chạy mất rồi, và có là một cú chưa đủ sát thương, pha lao vào của Bo, Bengi đã phải nằm xuống, có Benta kêu không Bo bị dính án tử đang phải lui ra. Đép bắn từ phía ngoài, cú chiêu cuối khá tốt của Marine nhưng nó không đủ sát thương, nó chỉ có hiệu ứng hình ảnh đẹp vậy mà thôi. EDG vẫn đang đứng ở phía giữa hai trụ của SKT mà chẳng cần quan tâm quá nhiều. Bo lao vào, dìa xét vị trí của EZ Hun ra, và Koro là người dứt điểm, và Đép đang nổi hứng lên và bắn thoải mái, anh ta có điểm hạ gục của mình. Marine sẽ là người thứ 5 nằm xuống, quét sạch dành cho EDG và chiến thắng dành cho họ trong quãng đấu thứ 3 này đã quá rõ ràng. Tuy nhiên đi ra thì hơi xa, và bên phía của SKT quyết định là không chờ đối phương phá hai trụ rồi mới kết thúc trận đấu nữa, mà họ đã quyết định đầu hàng để Faker vào cho nhanh. Và chúng ta đang hy vọng rất hy vọng với trận đấu thứ tư này. Tôi tin 100% là Faker sẽ vào, và tôi đang chờ đợi ván tư. Đúng là như vậy, và hơi tiếc một chút là giải đấu Mid-Season Invitational này là không có chọn ẩn, đúng không? Nếu mà chọn ẩn thì lại hay chưa? Tôi nếu mà trong trường hợp có chọn ẩn, tôi đoán rằng sẽ có LeBlanc rồi, LeBlanc bởi vì Po cũng là một người chơi LeBlanc. Chúng ta sẽ tạm chia tay nhau trong ít phút bởi vì ván đấu thứ tư sẽ sẵn sàng bắt đầu trong một thời gian rất ngắn nữa thôi.